Đây là bài giảng thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com. Để tham gia các khóa học miễn phí của học liệu mở, các bạn vào trang web edu.cfd-engineer.com, sau đó chọn khóa học mà các bạn quan tâm. Ở đây các bạn sẽ thấy ô màu xanh bắt đầu học hiện lên, các bạn chỉ việc click chuột vào ô này và chọn nội dung các bạn muốn tìm hiểu. Như vậy các bạn có thể tham gia các khóa học của học liệu mở bằng cách xem các video ở trên học liệu mở. Phương pháp tiếp theo mình xin giới thiệu đến các bạn là phương pháp nhân tử hóa ma trận. Phương pháp này là dùng để giải phương trình ax bằng b với a là một ma trận, x và b là một vector, thì a của chúng ta là một ma trận bình thường. Thì mục tiêu của phương pháp này là để đi tìm hai ma trận L và U thỏa mãn A bằng L nhân với U. L chính là ma trận tam giác dưới và U chính là ma trận tam giác trên. Trong mục này mình sẽ sử dụng ký hiệu A1 bằng với A, B1 bằng với B và AK chính là ma trận A sau K trừ 1 phép biến đổi. BK chính là vector B sau K trừ 1 phép biến đổi. Thì phép biến đổi ở đây mình xin được trình bày như sau. Bước thứ nhất, nếu A1 ở vị trí 1,1 bằng 0 thì chúng ta sẽ thực hiện phép chuyển đổi một dòng bất kỳ sao cho A1 ở vị trí 1,1 khác 0. Nếu A1 ở vị trí 1,1 khác 0 thì chúng ta sẽ sử dụng ma trận M1 có dạng như công thức số 16 ở đây. Với các M Y1 thì sẽ bằng A1 ở vị trí Y1 chia cho A1 ở vị trí 1,1 với y chạy từ 2 đến n. Sau đó chúng ta thực hiện phép nhân để đi tìm A2 bằng cách là A2 thì sẽ bằng M1 nhân với A1, thì A2 của chúng ta sẽ có dạng như công thức số 17 ở đây. Các bạn lưu ý là ma trận nghịch đảo của ma trận M1 thì sẽ có dạng như công thức số 18 ở đây. Bước 2, mình sẽ sử dụng ma trận M2 có dạng như công thức số 19 ở đây. Với các giá trị MY2 thì sẽ bằng A2 ở vị trí Y2 chia cho A2 ở vị trí 22, Y của chúng ta chạy từ 3 đến N. Các bạn lưu ý trong trường hợp A2 ở vị trí 22 của chúng ta bằng 0 thì các bạn sẽ thực hiện phép hoán đổi dòng. Thì các dòng các bạn cần hoán đổi thì sẽ chạy từ 3 đến N. Bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện phép nhân để đi tìm A3. A3 bằng M2 nhân với A2 thì là A3 của chúng ta sẽ có dạng là như công thức số 20 ở đây. Sau đó là sau N trừ 1 bước thì chúng ta sẽ tính được MN trừ 1. Thực hiện phép nhân ở đây thì chúng ta sẽ được ra được một ma trận có dạng là ma trận tam giác trên như công thức số 21 ở đây. Thì mà từ công thức 21 ở đây thì mình sẽ suy ra được là A của chúng ta thì sẽ bằng M1 mũ trừ 1 nhân M2 mũ trừ 1 nhân cho đến MN trừ 1 mũ trừ 1 nhân với U. Thì cái vế này thì sẽ bằng là L. Với cái sách ứng với mỗi MI này thì chúng ta sẽ có các giá trị MIK trừ 1 bằng AK trừ 1 ở vị trí AIK trừ 1 chia cho AK trừ 1 ở vị trí K trừ 1, K trừ 1 y của chúng ta sẽ chạy từ K đến N. Nhắc lại với các bạn là AL của chúng ta sẽ là một ma trận tam giác dưới, sẽ có dạng giống như công thức 23 ở đây. Như vậy sau khi thực hiện phép nhân tử hóa ma trận, chúng ta sẽ tìm được hai ma trận L và ma trận U. Như vậy việc giải bài hệ phương trình AX bằng B sẽ đưa về việc giải lần lượt hai hệ phương trình như sau, L y bằng b. Sau khi giải được phương trình 24, chúng ta sẽ tìm được y. Có được y rồi, chúng ta sẽ thế y vào công thức số 25 để tìm được x.
x của chúng ta chính là nghiệm của phương trình ban đầu ax bằng b. Bên cạnh đó, chúng ta còn một cách khác nữa để đi tìm ma trận LU như sau. Như các bạn đã biết, A là sẽ bằng L nhân với U. Mình viết lại cái tích này dưới dạng tổng như sau. Tổng K chạy từ 1 đến N của L 2 chấm K nhân với lại U K phẩy 2 chấm. Thì trong đó L 2 chấm phẩy K chính là các vector cột của ma trận L, và U 2K phẩy 2 chấm chính là các vector hàng của ma trận U. L của chúng ta là một ma trận tam giác dưới và U là một ma trận tam giác trên. Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn cách đi tìm L 2 chấm phẩy K và U K phẩy 2 chấm. Trước hết chúng ta sẽ đi tìm U 1 phẩy 2 chấm và L 2 chấm phẩy 1. Chúng ta sẽ đặt A bằng đặt A1 bằng với A. Chúng ta sẽ đi tính L 2 chấm phẩy 1 và U 1 phẩy 2 chấm theo công thức theo số 29 ở đây. Sau khi có được L 2 chấm phẩy 1 và U 1 phẩy 2 chấm, chúng ta sẽ tính được A2 theo công thức ở đây. Thì cái tích L 2 chấm phẩy 1 nhân U 1 phẩy 2 chấm thì mình viết rõ cho các bạn thấy ở công thức 30 ở đây. Như vậy mình sẽ có được A2 như là công thức 31 ở đây. Sau khi có được A2, chúng ta sẽ đi tính U2 phẩy 2 chấm và L 2 chấm phẩy 2 như công thức 32 ở đây. Có được L 2 chấm phẩy 2 và U2 phẩy 2 chấm, mình sẽ tính được A3. A3 của chúng ta sẽ có dạng như công thức số 33 ở đây. Trường hợp tổng quát, chúng ta sẽ tính uj phẩy 2 chấm bằng công thức 34 ở đây. Thì uj phẩy 2 chấm thì sẽ có k trừ thì sẽ có j trừ 1 phần tử đầu tiên bằng 0. Tương tự như vậy, l 2 chấm phẩy j được tính như công thức 35 ở đây. Thì l 2 chấm phẩy j thì sẽ có j trừ 1 phần tử đầu tiên bằng 0. Và phần tử aj ở vị trí thứ jj thì sẽ bằng 1. Trong trường hợp j bằng n, chúng ta sẽ có được un phẩy 2 chấm và l 2 chấm phẩy n như công thức số 36 ở đây. Ở đây mình có dấu bằng, nhưng các bạn mình thiếu dấu bằng ở đây. Trong trường hợp A của chúng ta là một ma trận 3 đường chéo, thì ma trận ma đường chéo có nghĩa là nó sẽ có dạng giống như là công thức 37 ở đây. Thì chúng ta sẽ có thể đi tìm ma trận L và ma trận U bằng cách sau đây. Như các thì mình sẽ ký hiệu các phần tử của ma trận L như trong công thức số 38 ở đây. Các phần tử của ma trận U thì sẽ được ký hiệu như công thức 38 ở đây. Thì mà mục tiêu của chúng ta sẽ đi tìm là LK, UK và EK. Các LK, UK và EK của chúng ta sẽ được tính bằng công thức số 39 và 40 ở đây.